Ghi nhận công tác cải cách hành chính tại huyện Quảng Điền, địa phương từ vị trí thứ 8 năm 2019 đã vươn lên vị trí thứ nhất khối huyện thị xã thành phố năm 2020. Dự án thí điểm Nam A nhằm giúp cải thiện điều kiện chiếu sáng học đường đã được triển khai đồng loạt tại 54 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Huế. Nhiều bạn trẻ đã ghim vô số địa danh ảo lên Google Maps khiến cộng đồng mạng bức xúc. Câu chuyện này một lần nữa là lời nhắc nhở tới những người sử dụng Internet Việt Nam rằng không gian mạng cũng cần ứng xử có văn hóa. Kính chào quý khán giả trong tuần mới. Vừa rồi là những thông tin chính chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong chương trình sáng nay thứ hai ngày 15 tháng 3. Và bây giờ hãy cùng khởi động một ngày mới. Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền có phương án phát triển nghề trồng mai vàng, hình thành vùng mai vàng tại xã Điền Hòa, đồng thời hình thành làng cổ phong cảnh Phước Tích nhằm phát huy những giá trị vốn có. Đó là những gợi ý của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ tại lễ phát động phong trào mai vàng trước ngõ vào sáng qua tại Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ hoan nghênh sự hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị và người dân huyện Phong Điền trong phong trào ngày Chủ nhật xanh, trong đó có phong trào mai vàng trước ngõ nhận được sự hưởng ứng tích cực dù chỉ mới phát động trong thời gian ngắn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng Phong Điền sẽ là một trong những địa phương trọng điểm của tỉnh trong việc xây dựng mai vàng xứ Huế. Việc khôi phục trồng mai vàng là một việc làm lâu dài, là trách nhiệm của từng gia đình, cơ quan, đơn vị. Sinh vật cảnh là thế mạnh của tỉnh, nhưng hiện nay đã mai một dần, cần phục hồi từ việc trồng mai cảnh, mai giống. Bên cạnh đó, phát triển mai vàng Huế là tạo thu nhập cho nông dân và người trồng hoa, đồng thời hướng đến xây dựng thành phố bốn mùa hoa. Chính vì vậy, Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền cần có phương án phát triển nghề trồng mai vàng, hình thành vùng mai vàng tại khu vực xã Điền Hòa. Phát triển làng cổ Phước Tích, trong đó có việc bảo tồn phát huy giá trị vốn có, hình thành làng cổ, phong cảnh, sinh thái. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn mỗi người dân Phước Tích không ngừng bảo vệ và phát huy giá trị di sản, làm cho cảnh quan làng cổ ngày càng xanh sạch sáng. Ngay sau lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đã cùng người dân tham gia trồng 2.000 cây mai vàng 1 năm tuổi tại làng cổ Phước Tích. Với mong muốn, đây sẽ là một rừng mai nhằm phát huy giá trị làng cổ, gắn với cảnh quan, sinh thái, nhân văn truyền thống, thu hút khách du lịch tham quan, phát triển kinh tế địa phương. Các đơn vị địa phương tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào ngày Chủ nhật xanh năm 2021. Sáng qua tại bến thuyền du lịch Tòa Khâm, Liên đoàn Lao động thành phố Huế tổ chức lễ phát động đoàn viên nghiệp đoàn ra quân với chủ đề Chủ nhật vì cộng đồng. Hưởng ứng phong trào Chủ nhật xanh, nhiều hoạt động thiết thực đã được Liên đoàn Lao động thành phố triển khai như giờ thứ 9 xanh sạch đẹp, 60 phút sạch nhà đẹp ngõ, Chủ nhật vì cộng đồng, phát 2.000 túi giấy cho bà con tiểu thương, hưởng phong trào nói không với túi ni lông và sản phẩm sử dụng một lần. Sau hơn 2 năm, Liên đoàn Lao động thành phố hưởng phong trào ngày Chủ nhật xanh đến nay đã được đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động thành phố Huế hưởng tích cực. Sự vào cuộc của cán bộ, đoàn viên, trong đó có đoàn viên nghiệp đoàn xích lô xe thổ Huế đã lan tỏa đến bà con nhân dân, thu hút đông đảo mọi tầng lớp tham gia, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng. Ngay sau lễ ra quân, hơn 150 đoàn viên nghiệp đoàn đã tham gia quét dọn, làm vệ sinh môi trường tại khu vực bến thuyền Tòa Khâm, công viên 3 tháng 2. Đoàn thanh niên các tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức chương trình tuyên dương chi đoàn mạnh và bí thư đoàn tiêu biểu cùng Bắc Trung Bộ năm 2021 tại trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế. Được phát động từ năm 2013, cuộc vận động xây dựng chi đoàn mạnh được các cấp bộ đoàn xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đoàn kết, tập hợp, giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên. Với những cách làm hiệu quả thiết thực đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tổ chức và hoạt động của chi đoàn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn các tỉnh cùng Bắc Trung Bộ. Thông qua cuộc vận động xuất hiện nhiều tấm gương chi đoàn mạnh hoạt động nổi bật với 3 tiêu chí: mạnh về tư tưởng chính trị, về phong trào hoạt động và về tổ chức. Dịp này, Trung ương Đoàn tuyên dương 12 chi đoàn mạnh của cùng và tặng bằng khen cho 8 bí thư chi đoàn tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Quê hương tuổi thơ Bác Hồ là chủ đề của hành trình thiếu nhi với di sản năm 2021 do Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức vào sáng Chủ nhật tại nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Dương Nổ. Hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng và tôn vinh giá trị các di tích văn hóa. Với chủ đề quê hương tuổi thơ Bác, 60 em học sinh đến từ 4 trường Trung học cơ sở Phú Bài, Thủy Lương, Thủy Châu, Thủy Phương đã được tham quan, lắng nghe giới thiệu về các cụm di tích gắn liền với tuổi thơ của Bác Hồ, cũng như tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó khơi dậy cho các em lòng yêu nước, từ đó phấn đấu học tập, rèn luyện để noi gương Bác Hồ vĩ đại.
Đây là chương trình hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu nhi, đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa đặc trưng của các di tích văn hóa và khơi dậy tinh thần tìm hiểu, nghiên cứu, bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc và phát huy trách nhiệm của thế hệ trẻ Việt Nam, góp phần đa dạng hóa các hoạt động giáo dục di sản văn hóa tại các di tích, đổi mới phương pháp dạy và học, khuyến khích thanh thiếu nhi tìm hiểu giá trị và trải nghiệm các di sản văn hóa tại địa phương. Thưa quý vị, cải cách hành chính được Thừa Thiên Huế xác định là giải pháp trọng tâm nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Việc xếp hạng các địa phương, các ngành trong công tác cải cách hành chính đã và đang tạo ra động lực cạnh tranh để mỗi cấp mỗi ngành phát huy cao nhất trách nhiệm của mình, tạo những chuyển biến thực chất trong cải cách hành chính. Ghi nhận tại huyện Quảng Điền, địa phương từ vị trí thứ 8 năm 2019 đã vươn lên vị trí thứ nhất khối huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh về công tác cải cách hành chính trong năm 2020. Mặc dù đã khá trưa, nhưng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền vẫn còn khá đông người dân đến làm các thủ tục. Tranh thủ đến công chứng giấy tờ cá nhân, chị Trần Thị Anh Tuyết cảm thấy rất hài lòng khi hồ sơ của chị được cán bộ ở đây hướng dẫn tận tình, chu đáo và giải quyết nhanh chóng. Đối với tôi, một người dân, thì tôi cảm thấy rất là hài lòng. Và cũng qua đây thì bộ phận một cửa của xã là nhân viên cán bộ của bộ phận một cửa ai cũng nhiệt tình, ai cũng hướng dẫn chú đạo và làm thủ tục rất là nhanh gọn. Công tác cải cách hành chính trong thời gian vừa qua thì được địa phương xã Quảng Thái là đặc biệt có sự quan tâm. Khi người dân đến giao dịch thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa thì cán bộ công chức đã hướng dẫn tiếp nhận và giải quyết kịp thời cho bà con nhân dân, tạo được cái sự hài lòng và đồng thuận trong nhân dân. Đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính thì thông qua cái trang thông tin điện tử thì các cái thủ tục hành chính là được tuyên truyền đến tầng người dân, và đặc biệt cái ứng dụng cái mạng xã hội để tuyên truyền các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân rõ hơn khi đến giao dịch các thủ tục. Là địa phương nhiều năm liền dẫn đầu về cải cách hành chính của huyện Quảng Điền, xã Quảng Thọ cũng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giúp giải quyết các thủ tục cho người dân một cách nhanh chóng, hiệu quả. Người dân đến làm các thủ tục đều được sắp xếp tại các khu vực riêng, có cán bộ hướng dẫn, đảm bảo công việc được thực hiện thuận lợi, đồng thời đảm bảo tính thân thiện và sự thoải mái cho người dân khi đến giao dịch. Được biết, từ năm 2020 và đầu năm 2021 đến nay, 100% thủ tục hành chính đều được xã giải quyết trước và đúng hẹn cho người dân. 100% người dân đánh giá hài lòng đối với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại. Là một những người dân ở địa phương khi đến làm các cái thủ tục hành chính ở cơ quan ủy ban nhân xã Quảng Thọ thì tôi thấy cán bộ của cơ quan đây là rất là nhiệt tình, các cái thủ tục làm rất là nhanh và rất là vui vẻ. Hiện nay xã thì đang sử dụng liên thông là với cấp trên với mức là độ 1, độ 2, độ 3. Và có một số loại hồ sơ thì ngang mức độ 4 để nhằm đảm bảo cái vấn đề là cái thủ tục hành chính hóa cho bà con nhân dân. Cái sự hài lòng của người dân luôn luôn là được quan tâm. Bà con nhân dân luôn luôn phấn khởi khi đến giao dịch các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, cán bộ niềm nợ cái công tác là tiếp nhận hồ sơ, đảm bảo cái thời gian cũng như tất cả các hồ sơ không để trễ hẹn kéo dài cũng như là gây khó khăn cho bà con nhân dân. Theo đánh giá của người dân, cán bộ công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các xã, thị trấn trên địa bàn đều có tinh thần và thái độ làm việc nghiêm túc, hiệu quả. Điều này thể hiện rõ qua sự đánh giá hài lòng của người dân, khối lượng công việc được giải quyết nhanh gọn, đúng quy trình, quy định. Đặc biệt, trong 2 tháng đầu năm nay, trên địa bàn toàn huyện giải quyết hơn 2.900 hồ sơ, trong đó hồ sơ được giải quyết trước và đúng hàng chiếm tỷ lệ 98,9%. Ngoài ra, theo công bố chấm điểm trang thông tin điện tử tháng 1, tháng 2 năm 2021 do IOC tỉnh công bố, trong top 5 các đơn vị dẫn đầu trong toàn tỉnh thì có đến 4 xã thuộc huyện Quảng Điền. Đây là cơ sở để Quảng Điền tiếp tục hướng đến xây dựng chính quyền điện tử. 11 trên 11 xã thì đều đã được đầu tư để xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại. Đó. Thì thông qua đó thì các cái thủ tục hành chính cũng được tiếp nhận và xử lý nhanh trên phần mềm, và 100% là các cái hồ sơ xử lý cũng giống như là các cái công văn thì đều được xử lý trên môi trường mạng, trên phần mềm. Thì những cái đó là rút ngắn được cái thời gian
cũng giống như là cái phối hợp thì được chặt chẽ hơn. Xác định trong công tác cải cách hành chính, yếu tố con người là khâu then chốt. Cán bộ không chỉ phải giỏi chuyên môn nghiệp vụ mà thái độ tiếp dân phải niềm nở, hướng dẫn cho dân phải tận tình. Vì vậy, Quảng Điền chủ trọng đào tạo chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức. Đồng thời, huyện còn tập trung đầu tư trang thiết bị điện tử tin học, từng bước đáp ứng nhu cầu công việc và tạo nền tảng để xây dựng chính quyền điện tử. Đến nay, tại các xã, thị trấn và cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện đều thực hiện 100% văn bản điện tử và 100% chữ ký số, hạn chế tối đa việc sử dụng văn bản giấy, tiến đến xây dựng chính quyền điện tử. Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm đã ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021 với chủ đề đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới, đồng thời giao các bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương phối hợp với các bộ ngành liên quan thành lập 6 đoàn kiểm tra liên ngành. Theo kế hoạch, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021 diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 trên phạm vi toàn quốc, với mục tiêu nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn của các cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh thực phẩm, kịp thời xử lý các sự cố mất an toàn thực phẩm. Bên cạnh 6 đoàn liên ngành trung ương, các bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương giao các đơn vị chức năng kiểm tra đột xuất tại các tỉnh, thành phố nhằm triển khai hiệu quả tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Cục Điện lực và Năng lượng Bộ Công Thương đề xuất giảm 30% giá mua điện mặt trời áp mái. Đề xuất này đã tính đến việc giá thành đầu tư giảm thời gian qua, dự kiến ban hành trong tháng 4 tới. Liên quan đến dự thảo cơ chế giá cho điện mặt trời áp mái từ mức 8,38 cent 1 kWh dự kiến xuống mức 5,2 đến 5,8 cent 1 kWh tùy theo công suất lắp đặt của từng dự án. Đây là loại hình năng lượng tái tạo tận dụng được diện tích mặt bằng mái nhà tại các khu dân cư, doanh nghiệp vốn đã có sẵn cơ sở hạ tầng lưới điện đầy đủ, thuận tiện trong việc đấu nối. Do đó cần khuyến khích các thành phần kinh tế như hộ gia đình, doanh nghiệp tham gia đầu tư để cấp điện tự dùng và phần dư bán lại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Dự án thí điểm Nama nhằm giúp cải thiện điều kiện chiếu sáng học đường đang được triển khai tại 54 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Huế. Theo đó, dự án thí điểm Nama, hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng hiệu quả tại Huế từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Quỹ Năng lượng và Khí hậu Luxembourg sẽ thay thế toàn bộ bóng đèn huỳnh quang bằng bóng đèn LED nhằm tăng hiệu quả chiếu sáng, bảo vệ mắt cho học sinh và tiết kiệm năng lượng. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Ánh sáng tốt hơn, phòng học sáng sủa hơn, điều kiện học tập cũng được cải thiện hơn. Đó là cảm nhận chung của nhiều học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế khi các em chính là người được thụ hưởng từ dự án thí điểm Nama thay thế bóng đèn huỳnh quang bằng bóng đèn LED tiết kiệm năng lượng này. Được biết riêng tại trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế, hơn 1.200 bóng đèn đã được thay thế cho 42 phòng học, bao gồm cả thư viện, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, tạo nên một không gian học tập và làm việc thoải mái, ánh sáng đạt chuẩn chất lượng hơn và đạt hiệu quả cao cho cả học sinh và giáo viên nhà trường. Sau khi được thay thế thì em thấy là điện sáng hơn so với trước kia. Vì trước kia là hình như là bóng huỳnh quang, nhưng mà hẳn không sáng bằng, đôi khi còn có lúc tối. Còn lúc mà thay bằng đèn LED thì thấy ánh sáng nhiều hơn và hẳn cũng dịu mắt hơn nữa. Và kiểu nhìn bài rõ hơn, chép bài cũng kiểu dễ dàng hơn, nhìn lên bảng cũng dễ dàng hơn. Khi em nhìn thấy màu sắc xung quanh có vẻ rõ hơn và điều đó giúp em cải thiện rất nhiều trong việc học tập. Có một số công việc mà liên quan đến màu sắc thì em nhìn phân biệt tốt hơn. Ngoài ra thì cá nhân em thấy là so với đèn huỳnh quang thì em sử dụng đèn LED, em thấy tập trung hơn trong công việc của mình đó, kiểu giống như là không cái ánh sáng ban ngày vậy ạ. Hiện nay hệ thống bóng đèn chiếu sáng tại nhiều trường đã xuống cấp hoặc hư hỏng do sử dụng trong một thời gian dài nhưng lại tiêu hao điện năng khá lớn. Chất lượng nguồn ánh sáng phục vụ cho việc học tập của các em ít nhiều bị ảnh hưởng. Vì vậy, dự án thí điểm Nama không chỉ giúp cho các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn, mà còn bảo vệ cho sức khỏe của đôi mắt, cuộc sống, tránh các tật về mắt như cận thị, loạn thị ở lứa tuổi học sinh. Được biết, sẽ có khoảng 19.000 bóng đèn LED tiết kiệm năng lượng được lắp đặt tại 54 trường học cả cấp, từ tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Huế, để thay thế cho các bóng đèn huỳnh quang tiêu thụ nhiều điện năng, với tổng kinh phí khoảng 8 tỷ đồng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Quỹ Năng lượng và Khí hậu Luxembourg.
nhà trường thì là đang sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng hình quang. Thì do nhà trường sử dụng khá lâu và đó là biệt là hệ thống đèn hình quang thì quang thông là trung bình, cho nên là diện tích chiếu sáng của hệ thống đèn này là không đảm bảo tiêu chuẩn ánh sáng trong phòng học, cho nên nó cũng ảnh hưởng đến việc học tập của các em. Và hiện nay thì qua cái dự án chiếu sáng đèn LED đã thay thế cho hệ thống đèn hình quang, thì do hệ thống quang thông là cao hơn cho nên là diện tích chiếu sáng là rộng hơn và hiện nay là đã đảm bảo được độ sáng theo tiêu chuẩn ánh sáng trong phòng học và giúp cho học sinh học tập tốt hơn và giảm các cái bệnh lý về mắt. Đối với dự án lần này, công ty Điện Quang là đơn vị đảm nhận thi công dự án, sẽ sử dụng thiết bị đèn LED tuyếp hiện đại nhất, được sản xuất theo công nghệ tiên tiến, ánh sáng ổn định, không nhấp nháy, không chói mắt, bảo vệ sức khỏe cho cả thầy cô giáo và học sinh. Điều này cũng góp phần thực hiện mục tiêu mà dự án đã đề ra từ ban đầu là giảm phát thải khí nhà kính và tiết kiệm năng lượng thông qua thay thế đèn truyền thống bằng đèn LED. Ngoài ra, sau khi dự án thực hiện xong, đơn vị Điện Quang sẽ hỗ trợ địa phương xử lý tiêu hủy bóng đèn phù hợp theo tiêu chuẩn yêu cầu của nhà nước. Chính phủ Luxembourg, chính phủ Việt Nam và liên danh công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang đang cung cấp và lắp đặt những cái đèn LED tiếp cho 54 trường học tại thành phố Huế với tiêu chuẩn chất lượng và kỹ thuật cao hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn chất lượng và kỹ thuật thông thường. Chúng tôi làm việc với các trường học để nâng cao hiểu biết của họ về các vấn đề về năng lượng và biến đổi khí hậu, sự cần thiết của tiết kiệm năng lượng bằng cách là thay đổi hành vi sử dụng năng lượng của học sinh. Hệ thống chiếu sáng chất lượng cao do công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang cung cấp và lắp đặt mang lại những lợi ích chung về sức khỏe, học tập và giảng dạy của học sinh và giáo viên toàn thể 54 trường tại thành phố Huế. Như vậy, với những mong mỏi và sự cam kết từ những người thực hiện dự án, hy vọng rằng nguồn ánh sáng mới thân thiện với môi trường, tiết kiệm điện năng này sẽ được chiếu sáng trên khắp mọi giảng đường của các trường học ở thành phố Huế, mang đến một tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ tiếp theo của đất nước. Theo số liệu từ công cụ Destination Insight của Google, nhu cầu tìm kiếm thông tin về du lịch nội địa tại Việt Nam đã tăng mạnh trở lại trong thời gian gần đây, đặc biệt là sau khi Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch COVID-19. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 2 năm 2021 trở lại đây, nhu cầu tìm kiếm thông tin về du lịch của khách nội địa tăng mạnh so với thời điểm đầu năm, thậm chí có lúc tăng đến 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này phản ánh thực tế nhu cầu đi lại du lịch của người dân vẫn rất cao, sẵn sàng đi du lịch trở lại khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Trong đó, nhu cầu tìm kiếm thông tin về cơ sở lưu trú có xu hướng tăng trở lại, nhưng nhu cầu tìm kiếm thông tin về hàng không thấp hơn. Việc này cho thấy khách du lịch tiếp tục có xu hướng tìm kiếm những điểm đến gần, thời gian đi ngắn ngày, đi bằng phương tiện cá nhân là chủ yếu. Thưa quý vị, chắc hẳn nhiều người đã biết đến và cũng đã từng sử dụng Google Maps để tìm đường đi. Có thể nói, một trong những điều khiển cho ứng dụng này ngày càng trở nên hữu ích là nhờ việc cho phép người dùng có thể đóng góp địa điểm lên bản đồ. Tuy nhiên, lợi dụng điều này, nhiều bạn trẻ đã ghim vô số địa danh ảo lên Google Maps, khiến cộng đồng mạng bức xúc. Câu chuyện này một lần nữa là lời nhắc nhở tới những người dùng Internet Việt Nam rằng không gian mạng cũng cần có ứng xử văn hóa. Đầu tháng 2 năm nay, đỉnh điểm là ngày Valentine 14 tháng 2. Hàng chục địa điểm ảo bằng tiếng Việt đã mọc lên san sát nhau tại tòa đồ Hồ Nước Hình Trái Tim Love Select, một điểm du lịch nổi tiếng ở Dubai. Là một người có nhiều năm kinh nghiệm tham gia vào công tác kiểm duyệt bản đồ, anh Lê Hồng Bách vô cùng bức xúc trước hành động này. Theo anh Bách, với tính năng mở của Google thì việc gắn thêm vào một địa điểm trên map không có gì là khó khăn, thậm chí ở nước ngoài. Tuy nhiên, những thành viên mới thì cần thời gian và phải được nhóm kiểm duyệt cấp cao phê duyệt. Và ở đây là do sự bất đồng về ngôn ngữ. Họ dùng từ Việt Nam và dùng cái danh mục là địa điểm trong công viên, đó là nó nhiều admin kiểm duyệt khu vực hoặc là những vùng ở quốc gia khác, họ không hiểu ngôn ngữ địa phương, đó là họ vô tình phê duyệt những địa điểm đấy. Thành ra là có rất nhiều địa điểm rác trong thời gian vừa qua ở cái bản đồ Dubai này. Anh Bách cũng cho rằng việc này rất khó kiểm soát, mặc dù đã có tính năng kiểm tra chéo. Thực tế thì trước đây, câu chuyện tương tự cũng đã xảy ra với Google Maps Việt Nam khi cơn sốt Pokemon Go lên đến đỉnh điểm. Người chơi đã cố tình tạo nhiều vị trí ảo để săn Pokemon, khiến nguồn dữ liệu bản đồ Việt Nam trên Google Maps bị phá hoại nghiêm trọng. Mọi người chơi trò chơi đấy nhiều nên là hay kiểu thay đổi các địa điểm ấy để dễ bắt, để dễ hoàn thành trò chơi hơn, nên là kiểu cũng khó cho mọi người trong khi tìm đường.
check-in một cách sai lệch như vậy thì có thể thứ nhất là làm ảnh hưởng tới bản đồ. Thứ hai là khi những người nước ngoài nhìn vào, người ta sẽ thấy là văn hóa ứng xử trên mạng của người Việt là không phù hợp. Đại diện Hiệp hội Internet Việt Nam cho rằng đây là hành động đáng phải lên án vì chẳng khác nào phá hoại tài sản của người khác. Mặt khác, còn làm ảnh hưởng đến cộng đồng người dùng và cả uy tín của người Việt. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong số rất nhiều những hành động của người dùng Việt Nam đang khiến cho hình ảnh của chính mình trở nên xấu xí vì thiếu văn minh. Năm 2020, Microsoft đã công bố xếp hạng chỉ số văn minh trên không gian mạng và Việt Nam được xếp vào nhóm 5 quốc gia kém văn minh nhất trên Internet. Sự đánh giá của một tổ chức, nhưng rõ ràng cả thế giới đang nhìn nhận vào. Biện pháp thì nếu như họ đã có thể xử lý bằng pháp luật thì họ đã xử lý rồi. Nhưng nếu không có điều kiện hoặc họ chưa muốn làm thì họ sẽ buộc phải bảo vệ. Và khi họ có những biện pháp bảo vệ thì vô tình là sẽ làm thiệt hại những người tốt. Và ngay kể cả là nó cũng ảnh hưởng uy tín và làm mất đi cái cơ hội hợp tác. Nên tiếp tục bổ sung các cái quy định pháp lý để chúng ta có thể ngăn chặn được những cái trường hợp như thế này. Thì có thể là cũng nên, với thời đại bây giờ thì cũng nên phải dạy thêm về cái gọi là văn minh hoặc là văn hóa mạng. Thì mình thấy cái đấy nên áp dụng, có khi cũng nên càng sớm càng tốt. Rõ ràng, chỉ với một hành động tưởng chừng như rất nhỏ như việc check-in ảo ở Dubai, nhưng hệ quả để lại thì rất lớn. Internet đang làm thay đổi gần như hoàn toàn cuộc sống của con người với những tiện ích vượt sự mong đợi. Vì vậy, chúng ta hãy sử dụng nó vào những việc hữu ích và ứng xử một cách có văn hóa. Chương trình Huế ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây xin được kết thúc. Chúc quý vị và các bạn một tuần làm việc mới đầy hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.